Xác định năm 2022 là năm tổng tiến công về chuyển đổi số, do đó tỉnh Yên Bái đã xây dựng 8 mô hình điểm trong công tác chuyển đổi số để rút kinh nghiệm và triển khai trên diện rộng. Các mô hình chuyển đổi số bao gồm mô hình chuyển đổi số cấp xã phường, cấp huyện, chuyển đổi số tại trường học, cơ quan nhà nước, tổ chức, chuyển đổi số cộng đồng, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái và mô hình chuyển đổi số doanh nghiệp và công dân số. Đến nay đã có 6 trên 8 mô hình triển khai và đạt kết quả. Trong đó mô hình chuyển đổi số tại trường học, sổ tay đảng viên điện tử, tổ chuyển đổi số cộng đồng đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao. Người dân trên địa bàn tỉnh bắt đầu được thừa hưởng những giá trị từ chuyển đổi số với các hoạt động phát triển mạnh như giao dịch điện tử trong thanh toán các dịch vụ điện nước, truyền hình số, thuế, nộp phí tại trường học, thanh toán phí và lệ phí các thủ tục hành chính, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử, sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa.